Đây là chiếc Ford Ranger đời 2016 thì các bác thấy không ạ? Với thời gian sử dụng dài thì khoang máy rất là bẩn, thì có qua bên em để mà vệ sinh lại toàn bộ khoang máy. Đây, khoang máy thì bên em đã có vậy, các kỹ thuật viên bên em đã vệ sinh xong rồi thì đã trả lại cho chiếc xe khoang máy này có một vẻ đẹp gần như là nguyên bản. Với thời gian máy đã chạy đi thời gian lâu rồi thì tất nhiên là sẽ không thể được 100% như mới, nhưng mà sau khi rửa xong thì toàn bộ cái khoang máy sẽ được vệ sinh sạch sẽ, dưỡng lại toàn bộ hệ thống dưỡng nhựa cao su để làm mềm cao su, và những cái chân rác này được đảm bảo cho các bác là hoạt động trong thời gian dài và tránh được cái môi trường ẩm thấp, bụi chuột chuột có thể lên trên khoang máy này của anh em làm tổ đấy. Còn combo chuyên sâu hơn thì bên em có dọn nội thất cho chiếc xe này đấy. Thì bây giờ em kỹ thuật đang được vệ sinh lại tổng thể chứ nha. Đây các bác có thể nhìn thấy sau thời gian dài mà các bác không vệ sinh này, sau khi đánh ra thì chất bẩn nó sẽ ra như là như này, màu vàng này. Và bên em sử dụng toàn là những cái hóa chất chuyên dụng cho các bác, hóa chất của GB, hóa chất của Maquai để vệ sinh chiếc nội thất của chiếc xe của mình. Chiếc xe này thì sẽ lựa chọn gói vệ sinh cao cấp do tháo toàn bộ ghế và sàn ra cho các bác để mà vệ sinh chuyên sâu từ trần, sàn, vô phần táp lô, cánh cửa, hồn cốp để chi tiết cho các bác. Và những cái gioăng cửa kính này các bác đi lâu ngày nó sẽ bị rít và kẹt. Thì bên em có vệ sinh là toàn bộ cái này với gói vệ sinh cao cấp. Đây các bác có thể nhìn thấy khi mà các bác đi lâu này, đấy, cái vết dầu mỡ các bạn sẽ bám này, đây chính là cái tác nhân gây ra cái ảnh hưởng đến sức khỏe cho các bác. Thì các bác nên vệ sinh định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm một lần cho chiếc xe của mình để đảm bảo cho chiếc xe của mình luôn luôn sạch đẹp và không khí trong lành. Cảm ơn các bác.